Bố Sát Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bố Sát Huy đang có mặt ở thành phố Lào Cai và đang đứng trên tầng 3 nhà anh Kiêm tại thành phố Lào Cai. Thì hôm nay Bố Sát Huy lên Lào Cai để thăm một số nhà vườn trên Lào Cai và đang dừng chân ở vườn của anh Kiêm quý vị nhé. Chúng ta sẽ khám phá vườn cây của anh Kiêm. Quý vị hãy chiêm ngưỡng. Bố Sát Huy nhìn thấy anh Kiêm có những cái phôi tiềm lăng đang xây dựng. Hình như là 8 tầng quý vị ạ. Anh em chào hai anh nhá. Xin chào nhà. Đây là những cái phôi tiềm lăng của anh. Có phải là xuất phát từ 8 tầng không anh Kiêm ơi? Vâng, có các anh là hai cây này là xuất phát từ cây 8 tầng đấy. 8 tầng. Đúng như vậy quý vị ạ. Đúng như dự đoán là 8 tầng. Cây này 8 tầng nhưng mà giữ được những cái tay cũ anh nhỉ? Nên là cũng tận dụng được những cái chốt cũ của nó. Và nghệ nhân nào đang xây dựng cho anh đây anh? Các anh Đức Huy là mình thì được cũng là có duyên cũng được sở hữu được hôm nay. Bắt đầu khi ra về thì cũng là nhờ chỗ đồng chí Đỗ Xuân Hoan trên làng cây cảnh gọi là Hoan Bonsai. À anh Hoan ạ, anh Hoan gọi là tạo dựng và là xây dựng thành tác phẩm. Anh Hoan đang xây dựng cho anh Kiêm hả? Anh Hoan đang giúp anh giúp cho định hình cho anh từ đầu đấy. Định hình cái chính và cái phụ của anh tự làm. À. Phụ như cũng là làm mà vặt ná chứ anh làm được. Một đôi tán tầng già lắm quý vị ạ. Vặt ná tưới tắm anh làm được. Cũng già đấy. Già đấy. Đôi này già đấy. Bởi vì mình thay từ 2 năm nay thay chậu 2 lần đi. Vâng. Thay chậu cho nó mới. Chậu này vẫn chưa. Anh yên tâm mình vẫn phải thay lần nữa. Xong lại phải cắt đi. Mà nó tụt rất nhiều đất nhỉ. Đây của anh đấy mà cây đây nhưng mà nó tụt sâu đấy. Tụt nhiều đấy. Tụt tầm 7 phần đấy. Anh phải kê đáy lên, kê gạch ấy. Có kê đấy mà. À vẫn tụt. Cây này khi mà xong thì chắc cũng phải cao tầm 1m4 nhỉ? Tổng cũng tầm 1m4 đấy. 1m4 đấy. Bây giờ đến đầu trên kia là 1m26. Ngọn cũng có rồi này. Nhanh mà, sống này nhanh mà. Gần như là những cái mà lui lâu nhất thì 3 năm nữa là cũng vào form. Những cái mà vất vả nhất, lui lâu nhất thì đã có rồi anh nhỉ? Bây giờ thì cần nuôi một chút này mới ra bông thôi. Đây một cây nữa quý vị này. Trực tán tầng. Già đấy quý vị ạ. Anh Kiêm thì em được biết là anh là hội trưởng hội sinh vật cảnh thành phố Lào Cai phải không anh Hoan? Đúng rồi. Anh Kiêm là chủ tịch hội sinh cảnh thành phố. Chủ tịch hội sinh cảnh thành phố Lào Cai quý vị nhé. Lãnh đạo đấy. Hôm nay đến vườn của lãnh đạo hội sinh vật cảnh Lào Cai. Cây già. Được cái chốt cành cũ nhiều mẹ. Và em cảm nhận là cái cây này mà tán tầng nhưng mà phá lâu rồi, đúng không? Cái này thì nó có duyên rồi. Hôm trước mình về thì gặp đúng cái anh mà cách đây là anh bảo là cái năm 1996 là chính tay anh cắt từ một cái đôi tán tầng nhỏ ở trong cái chậu nhỏ. À. Sau anh ấy đưa lên một cái ang, bắt đầu ngày xưa bắt đầu là có cái ang, ang quay tay đấy. Vâng. À, vất được cái ang thì là đường kính 2m. Vâng. Sau anh đúng năm 96 là anh chính tay anh cắt. À. Nghĩa là nó có những đường giật chuyển cũ, giật chuyển từ năm 96 giờ đấy. Nghĩa là ngày xưa là tán tầng nhưng mà đã giật chuyển dáng từ năm 96 rồi. Họ đã cắt những cái chốt này là cắt cũ từ đấy, từ năm 96 đấy. Thế thì em mới bảo là cái cây này chuyển dáng và phá cũng lâu rồi. Đây ngọn hiện nay là côn tít rồi này. Đấy, đi đường cắt thì họ cắt đi và đi chuyển cắt nhiều rồi. Làm nhiều rồi. 4 5 lần rồi. Cũng về đây thì cũng bỏ đi một số cái. Dạ vâng. Cái này về đây thì bỏ thêm. Vâng. Kia đây cũng hai cái cành. Cái cây này thì được cái là chú Quan chú đang cũng định hình trước này, sau này nó ăn đôi rất là vào đồi đấy. Nếu bây giờ ăn đôi luôn. Vâng. Bây giờ thì để ý xem hai cái cành phóng nó đều giống nhau cả. Dạ, vâng. Mà đều quay bây hiện tại đang đẩy xuôi thì quanh đây này. Ra là nghiền xung quanh. Đúng rồi. Đằng này đây luôn. Đây là cái cành phong này. Ừ. Đây cũng phong này, đấy, đúng không? Đúng rồi. Đây đằng sau mặt trước là bên kia. Vâng. Nhưng mà đây là phong này. Ừ. Bên này cũng là phong này. Ừ. Đúng không anh? Quay ngược vào nhau cái là giống đấy, gần như giống như y xì. Vâng, vâng. Ăn khớp rồi đấy. Ăn khớp rồi. Chúng ta chiêm ngưỡng một số cây của anh Kiêm nữa quý vị nhé. Đây là cây trực huyền này. Do không gian phố cho nên là cũng không được rộng như ở dưới mặt đất anh nhỉ.
chung là đam mê thì có thừa nhưng mà về điều kiện thì chưa đủ để mà xây dựng nên cho nó hết ý tưởng. Nên là mình chơi theo đam mê thôi. Vừa là chơi theo cái không gian của mình được bao nhiêu thì mình chơi bao nhiêu. Cho nó phù hợp thế thôi. Vâng. Không thể nhân rộng được nữa. Vậy em biết là ở cái đây là tầng 3, tầng 2 của anh còn cây nữa đúng không? Tầng 2 còn cây nữa. Đấy, chúng ta sẽ xuống tầng 2 để ngắm cây tiếp quý vị nhé. Phía trước quý vị là không gian ở tầng 2. Ở đây thì có một số tác phẩm. Bố sao đâu ghi nhận ra một tác phẩm anh đã đi chơi cũng nhiều cuộc triển lãm rồi. Anh Kiêm ơi, cái này của anh là đi chơi mấy cuộc triển lãm rồi chứ nhỉ? Chắc là cũng phải được 4-5 cuộc triển lãm đấy. Bắt đầu là đi Đông Anh. Đông Anh đầu tiên. Đông Anh là có mặt này. Đông Anh này. Hải Dương này. Vừa rồi là Festival này. Thế lại còn Đầm Chành. Đầm Chành. À, thế là cũng 4-5 cuộc rồi. 4-5 cuộc triển lãm rồi. Hải Dương thì cũng 1-2 lần sao. Thế nhưng mà đợt này thì em lên mà có cái điều bất thường. Đúng không? Đúng. Mấy lần em gặp ở triển lãm làm gì có cái lưu gì đâu. Đúng rồi, nó chắc là mấy được từ năm ngoái hoặc là cuối năm kia gì đấy. Từ năm ngoái cuối năm kia. Cuối năm kia thì bắt đầu nó có nhỏ. Mới bắt đầu mới xuất hiện cái lưu này. Bắt đầu năm ngoái bắt đầu năm nay. Quý vị ơi, đặc biệt là quý vị này, bác sĩ quý để tay đây quý vị cảm nhận là cái lưu to thế nào nhá. Mà chỉ xuất hiện là cuối năm ngoái, cuối năm kia nhỉ? Đấy, của cuối năm kia gì đấy. Cuối năm kia. Khoảng 1 năm hơn 1 năm rưỡi. Khoảng 5 rưỡi mà to thế này. Mới chưa được vài tí. À. Đây là cái led nhả ngọc này. Đặc biệt đấy quý vị ạ. Quý vị hãy chiêm ngưỡng cái độ chất của cây này. Đây là một cái tác phẩm hoàn thiện rồi, đi chơi nhiều cuộc triển lãm rồi. Đồ chơi của anh Kiêm đây. Không gian nó nhỏ nên là không có những cái tác phẩm lớn. Lần này lên vườn anh thì thấy điều bất thường. Đó là cây phát ra lộc lớn. Khả năng là tới đây chủ nhân của tác phẩm này sẽ lên chủ tịch tỉnh phát lớn này. Chủ tịch tỉnh cũng quên hai cái chữ nó quên lên phó chủ tịch của xin cảnh tỉnh. Đây là cái dấu hiệu là tới đây phát này. Phát lộc chứ không biết là lộc về gì đây. Tiền tài hay là lộc danh vọng không biết. Rồi trước mắt là mình cứ cầu sức khỏe, cầu bình an thôi. Yeah. Mọi thứ thì cứ cho nó tự nhiên. Cây này của anh cũng già này, cũng hoàn thiện rồi này. Hình như cây này nè, anh Hoan ơi, cây này trước là anh Hoan. Sư của anh đấy. À, anh cũng ra được cho anh nhượng lại. Anh Hoan nhượng cho anh Kiêm đúng không? Được hơn 2 năm đấy. Cao khoảng hơn 60 một tí nhỉ? Yeah. 60, hơn 60. Khiếp cả cái đồ này. Nhìn thế này ai chẳng mê. Không gian hơi chật một chút quý vị nhé. Cố gắng. Mà sao đâu chia sẻ cho quý vị. Anh có cái tùng La Hán này. Cũng hoàn thiện rồi này. Tùng La Hán hoàn thiện hết đấy. Dòng dày lắm rồi. Tùng hoàn thiện chất này. Nhà thì không nuôi chim mà toàn nuôi chim trời đâu. À. Cái rất là đất lành chim đậu. Hơn nữa là cây cối nhiều nên là chúng tự tìm về thôi mình. Đất lành chim đậu. Hôm nay bà Sa Huy dẫn quý vị đến ngắm vườn cây của chủ tịch hội sinh cảnh thành phố Lào Cai. Anh có một số cây hoàn thiện và một số cây tiềm năng đang xây dựng. Quê một cục. Một người lãnh đạo đang chèo lái. Mới có vận hành từ dưới. Củ nhánh. Đang chèo lái và xây dựng cái hội sinh vật cảnh thành phố Lào Cai. Và đến nhìn cây này thì bọn sa thú giật mình. Sau khoảng hơn 1 năm mà phát lu nhanh như vậy. Về nhà anh phát lộc nhanh.
Thế là lúc ở vườn anh Hoan đã có dấu hiệu lu chưa? Tí như kiểu có cái à cũng thôi. Cũng có lu nhưng mà chỉ bằng ngón tay cái thôi. Quý vị thấy này, anh cái cô lá bé tí quý vị nhé. Đây này, cái lá sổng này thì quý vị hình dung này, lá sổng to phải gấp đôi gấp ba cái lá anh cô, và cây khỏe, cây khi cây ổn định chậu thì phát triển rất khỏe. Thì hôm nay bà Sa Đức Huy đến thăm vườn anh Kiêm, chia sẻ cho quý vị một thước phim. Anh em cảm ơn anh nhé. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé. Và góp phần đưa cái phong trào chơi cây cảnh ở thành phố Lào Cai phát triển hơn nữa anh nhé. Cảm ơn anh. Và chào em, chào anh Hoan nhé. Chào cả nhà. Bà Sa Đức Huy xin được chào quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.